Thưa quý vị và các bạn, từ niềm đam mê và đôi bàn tay khéo léo, anh Cao Tấn Để ngụ ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới đã tạo ra nhiều mô hình thu nhỏ rất độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của người dân miền sông nước. Ý tưởng tạo ra những mô hình thu nhỏ nhằm giữ gìn tái hiện nét văn hóa của người dân miền Nam Bộ bắt đầu từ hồi khi anh Để còn là sinh viên đại học, nhưng mãi đến khi tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định, anh mới có điều kiện thực hiện ước mơ của mình. Anh tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần hoặc những buổi tối rảnh rỗi, ngồi miệt mài, tạo nên nhiều mô hình thu nhỏ về vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, yên bình của vùng sông nước miền Tây đã in đậm trong tâm trí của anh. Đó là những ngôi nhà xưa ở huyện Chợ Mới, làng bè nổi ở thành phố Châu Đốc hay những chiếc ghe bầu đi biển ở tỉnh Kiên Giang. Tôi thực hiện những cái mô hình thu nhỏ này xuất phát từ cái sở thích, đam mê của bản thân. Thì tôi thích ôm ấp cái giấc mơ này, cái sở thích này từ rất là lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ thì mới có điều kiện để thực hiện. Thì nhằm để mà tái hiện lại những cái vật dụng, những cái nhà sàn, tàu bè của người dân miền Tây Nam Bộ mình, và cũng là để tạo những cái sản phẩm để mà mình ngắm nhìn cho thư giãn những cái sau những cái ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Tất cả các sản phẩm đều được anh Để làm thủ công. Nguyên liệu cũng đơn giản như tấm dán nhựa Bima, tấm ép Bomes, que gỗ, giấy bìa cứng. Để làm ra những mô hình độc đáo này, việc đầu tiên là anh lên ý tưởng tạo ra sản phẩm, sau đó dựng khung sườn, tạo dáng, đo chiều dài, chiều rộng, kích cỡ sản phẩm. Có những mô hình anh phải mất khoảng một tuần để hoàn thành, có mô hình mất một vài tháng. Để tạo nên những mô hình sống động như thật, tất cả đòi hỏi sự chu đáo tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, nếu không sản phẩm sẽ bị hư. Kế đến là khâu sơn phết cũng được chú trọng, bởi đây cũng là một trong những yếu tố quyết định độ thành công của sản phẩm. Những cái nguyên liệu làm nên các cái mô hình này chủ yếu là tôi dùng từ phơm và bima, là hai cái nguyên liệu chính của nghề quảng cáo, và các cái nguyên liệu khác như là que kem, xiên que bằng gỗ và bìa giấy cạc tông và một số nguyên liệu khác. Thì tập hợp tất cả những nguyên liệu này cùng với sơn dầu, thì tôi qua bàn tay của tôi sẽ tạo thành những cái mô hình theo cái ý thích của mình. Theo anh để pha màu sao cho hợp với màu nguyên sơ của thiên nhiên và tính bình dị của cuộc sống miền Tây, phù hợp cốt cách phóng khoáng, nghĩa hiệp, chất phác của cư dân miệt vườn sông nước. Chẳng hạn như ngôi nhà xưa ở Chợ Mới, anh đã pha màu sao cho mái tôn có màu rỉ sét như thật, cột nhà màu xanh, sàn nhà màu gỗ nâu bóng lâu năm, mang dấu vết của thời gian. Mỗi khi hoàn thành một sản phẩm thì tôi cảm thấy rất vui, thích thú và hạnh phúc vì đã thực hiện được cái đam mê của mình. Và đối với tôi thì nó là một món ăn tinh thần vô giá. Tôi hy vọng là với sản phẩm của mình thì ít nhiều sẽ truyền được cảm hứng cho những người cùng đam mê như tôi. Mỗi khi hoàn thành xong sản phẩm, anh Để cảm thấy rất hạnh phúc bởi chúng giúp anh thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo của mình, vừa giúp anh thư thả tinh thần sau những buổi làm việc. Tôi dự kiến trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục thực hiện các mô hình về nhà sàn, nhà cổ và thực hiện một bộ sưu tập đầy đủ các phương tiện đi lại đặc trưng của người dân miền Tây Nam Bộ như ghe bầu, ghe cào, vỏ lãi, phà gỗ, phà sắt, xà lan, v.v. Thời gian tới, anh Để dự định sẽ làm những bộ sưu tập thu nhỏ về các phương tiện di chuyển trên sông và những ngôi nhà đặc trưng ở miền Tây mang đậm nét văn hóa và hơi thở về cuộc sống của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua những tác phẩm của mình, anh Để muốn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng của người dân miền Tây Nam Bộ nói chung và người dân tỉnh An Giang nói riêng, nhằm để thế hệ sau hiểu rõ hơn cuộc sống của thế hệ đi trước và càng yêu thương hơn mảnh đất nơi mình đang sinh sống.